Ok xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử em là Phong đây Thì ngày hôm nay quay trở lại đây để giới thiệu cho anh chị một cái video Nói về một cái sàn giao dịch mà hiện tại họ đang có những cái sản phẩm liên quan đến future và option trading rất là tốt nha anh chị nhé thì đối với thời điểm hiện tại thì cũng rất là hợp với cái nhu cầu của cộng đồng mình khi mà thị trường đang đeo trên như thế này thì cái việc để kiếm được lợi nhuận từ crypto hầu như là xoay quanh cái việc là đánh future đúng không anh chị thì đối với cái sàn giao dịch bit.com này á thì cái sản phẩm mà họ đang đứng top 2 ở trên thị trường crypto đó chính là cái option trading nha anh chị nha có nghĩa là những cái nó là về những cái quyền mua quyền bán đó anh chị là call option và put option đó thì anh chị nào thích thì cũng có thể là trải nghiệm qua những cái tính năng này ở trên sàn giao dịch bit.com ha anh chị ha và đối với sàn giao dịch này á thì họ có một cái backer cũng khá là khủng anh chị đó là magic spot thì về cái magic spot á, thì trước đây em cũng đã review qua và cũng như là đưa ra những cái đánh giá về sản phẩm để anh chị có thể là xem qua trong thời gian trước rồi thì đến thời điểm hiện tại thì họ đang có là 10 tỷ đô tài sản nha anh chị đã được chứng thực và cũng như là 5 tỷ đô khối lượng giao dịch hàng ngày và việc backer cho bit.com này là một cái sự uy tín nhất định mà hiện tại chúng ta đang thấy đối với bit.com anh chị ha. đó thì anh chị có thể là an tâm và giao dịch ở sàn giao dịch này. thì chúng ta hãy đi xem qua một tí về những cái tính năng những cái sản phẩm của họ ha. về việc là future đi. ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn là USDM hoặc là call name ha. Thì về USDM là anh chị sẽ sử dụng cái USD để anh chị có thể là đánh future được là long được short được và tương tự như vậy đối với con em là anh chị có thể là sử dụng qua cái đồng token, cái đồng coin mà anh chị muốn đánh để anh chị đánh trực tiếp luôn. Nó cũng khá là hay, đầy đủ những cái tính ích cho anh chị ha. Và về những cái tính năng ở đây thì anh chị thấy được cái mà chúng ta quan tâm chính là cái chart cũng như là cái order book nó như thế nào và như là những cái công cụ hiển thị ở đây nó có đầy đủ những cái tính năng hay không. Về chart chúng ta thấy được là có đầy đủ ha. Về những cái hình thức thì đây là cái mã nguồn từ trading về cho nên là nó khá là đầy đủ. À, và, và cũng như là nó cũng hợp với cái tông màu của cái trang web này. Thì à, về khung thời gian chúng ta cũng có đầy đủ những khung thời gian ở đây để anh chị có thể lựa chọn. Và cũng như là có thể là trading ở trên đa khung thời gian và những cái chỉ báo ở đây cũng có những chỉ báo cơ bản để anh chị đủ để có thể là xài được ở trên cái chart này. Và nhìn chung về hình thức thì nó đầy đủ tiện nghi và cũng như là cũng rất là hợp mắt về màu sắc. Và cái thứ hai nữa là về những cái option ở đây để anh chị có thể là mua bán thì đầy đủ giá thị trường vân vân đầy đủ hết nha anh chị nha không thiếu một cái gì cả và cũng như là phí khi mà anh chị vào lệnh thì anh chị sẽ được hiển thị cả mức phí ở đây nữa thì nhìn chung á, là về cái nền tảng bit com thì anh chị thấy được là nó khá là đơn giản và người mới người cũ thì đều có thể là sử dụng được nha chị nha rồi thì về nền tảng ở trên web chúng ta thấy được khá là đầy đủ ha còn những cái tiện ích khác nữa là gì ở đây chúng ta hãy nói đến một tí về app đi app là một cái gì đó mà nó sẽ cần thiết khi mà chúng ta không cầm ở trên PC được chúng ta không theo dõi được ở trên máy tính được á thì anh chị có thể là theo dõi ở trên điện thoại của chúng ta và họ cũng đang hỗ trợ trên nền tảng là iPhone và cũng như là Android thì anh chị có thể là tải ứng dụng của iPhone thông qua Testfly và cũng như là Android qua Google Play ha Google Play ở đây thì hiện đã được niêm yết rồi còn ở trên Testfly thì đang là thử nghiệm trước khi được chính thức là đi lên trên cái App Store ha thì anh chị có thể là đeo cái Testfly này về và em sẽ quay hướng dẫn cho anh chị cách tải ứng dụng rồi ở trên điện thoại của anh chị thì anh chị có thể là vào trình duyệt Safari ví dụ ở đây em đang ví dụ về iPhone ha Thì anh chị vào trình duyệt Safari và vào trang uh, bit.com Thì anh chị sẽ thấy được là có cái ứng dụng là App Store và Testfly ở đây Anh chị nhấn vào test Fly. Thì anh chị hãy tiến hành là đeo cái Testfly vào trước Ở bước 1 đây Thì họ sẽ đưa cho chúng ta đến ở trong cái giao diện của App Store Và chị đeo cái ứng dụng này về giúp em ha Khá là nhanh thôi và khi mà đeo xong thì chúng ta có thể là quay trở lại ở khu vực là uh, Step 2 này anh chị nhấn vào cái bit.com, cái style testing Đây anh chị cho phép gửi thông báo tiếp tục này Rồi thì hiện tại cái thông tin về tải ứng dụng về bit.com thì đã hiển thị ra thì anh chị nhấn vào chấp nhận nhé để nó tải ứng dụng chúng ta về và cài đặt. Khá là nhanh thôi anh chị. À, những cái bước này thì à, à, nó mất tầm anh chị khoảng 1 2 phút thôi thì nó sẽ xong nha anh chị nhé. Và sau khi mà anh chị tải xong á, thì anh chị nhấn vào nút mở là chúng ta tiến hành có thể là về được cái ứng dụng ở bit.com rồi. Đây chúng ta đã về được rồi nha anh chị nha cho phép thông báo này rồi thì đây là cái giao diện ở trên mobile và chúng ta thấy được cũng khá là mượt mà không có cái tình trạng là giật lắc nha anh chị nhé Đấy, không có tình trạng giật lắc và những cái uh, biểu đồ, những cái khung uh, order book của chúng ta rất là dễ để có thể là sử dụng được. ví dụ như đây là option trading, đây hợp đồng, cho hợp đồng ha, anh chị ha. hoặc đây là future này, đây là spot giao ngay đó và những cái cặp giao dịch hiện tại hỗ trợ cũng khá là nhiều luôn anh chị, rất là nhiều ở đây để anh chị có thể là uh, đầu tư, mua và nắm giữ những cái đồng coin nha anh chị nhé. thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chị đăng ký. để chị vào cái mục uh, cái đầu ngựa ở trên tay trái nè đó anh chị về nút đăng ký giúp em. Thì ở bước này thì anh chị sẽ được đăng ký bằng số điện thoại hoặc là email thì anh chị có thể là tiện dụng một trong hai ha Thì ở đây em sẽ đăng ký bằng email Và những cái thông tin này em sẽ che lại để Bảo mật thông tin cá nhân của em anh chị ha Thì anh chị cứ nhập về email trước này Tiến hành nhà mật khẩu và anh chị nhấn vào nút là Tôi đồng ý Sử dụng thỏa thuận người dùng để anh chị đăng ký ha, nhấn vào nút đăng ký Thì ở bước kiểm tra an ninh này thì anh chị sẽ verify một tí thôi, khá là nhanh thôi anh chị Đây kéo qua là xong anh chị ha Ok thì anh chị đã hoàn tất xong cái bước này thì họ sẽ gửi một cái mã à, về email của anh chị thì anh chị có thể là vào trong email để nhận cái mã này ha thì sau khi mà anh chị đăng ký xong thì anh chị tiến hành về mục đăng nhập này để anh chị đăng nhập vào thì anh chị lại nhập cái email cũng như là mật khẩu vào nha anh chị nha và bước này em sẽ skip qua à, và chúng ta sẽ tiếp tục ở phần tiếp theo và ngay khi mà anh chị đăng ký xong thì anh chị thấy được là chúng ta sẽ nhận được 50 Satoshi Đây là một cái điểm của sàn giao dịch nha anh chị nha Và chúng ta có thể là làm rất là nhiều thứ xung quanh cái đồng Satoshi này của sàn giao dịch bit com Thì chị hãy nhấn vào nút nhận này thì ở cái bước này thì anh chị thấy được là anh chị sẽ có thể là nhận được những cái phần thưởng là Satoshi hàng ngày Những cái đồng con có giá trị quy đổi ở trên sàn luôn nha anh chị nhé Thì ở đây anh chị thấy được là chúng ta sẽ có những cái chương trình như là đăng ký Có nghĩa là anh chị và anh chị điểm danh 7 ngày ha Thì mỗi ngày anh chị sẽ nhận được một phần Satoshi nhất định thì anh chị cứ vào anh chị check in đều đặn liên tục thì anh chị sẽ có được những cái phần tóc cần ha và ngoài ra thì anh chị có thể là vào thêm cái chương trình nữa là giao dịch nghĩa là anh chị lên đây anh chị chơi future anh chị chơi option gì cũng được thì anh chị sẽ nhận được những cái phần quà ngày qua ngày cứ mỗi ngày là 100 trăm satoshi và lên đến và lên đến là 10 000 satoshi vào ngày thứ bảy nha anh chị đó thì một tuần thôi anh chị sẽ kiếm được rất là nhiều cái phần còn ở đây và những cái chương trình tiết kiệm nữa thì anh chị có thể là xem qua và sau khi mà anh chị đăng ký xong và có tài khoản rồi thì em muốn giới thiệu đến anh chị hai cái chương trình nữa để anh chị có thể tham gia và xong những cái phần thưởng đến từ sàn com này nha anh chị nhé. thì đầu tiên là cái sự kiện về world cup nha anh chị nhật là anh chị sẽ dự đoán kết quả trận đấu rồi anh chị dự đoán v vân thì khi mà anh chị tham gia vào chương trình này thì anh chị sẽ sử dụng cái điểm mà anh chị tích được khi mà anh chị giao dịch này đây anh chị đăng ký anh chị giao dịch anh chị ký gửi anh chị mua tiền ở trên website thì anh chị sẽ nhận được những cái đồng rabbit thì với cái đồng rabbit này thì anh chị có thể là đổi ra được những cái mã thông báo và những giải thưởng khác nữa rất là ngon luôn và thời gian bắt đầu là từ ngày 20 tháng 11 năm 2022 và cho đến cái hạn chót là 19 tháng 12 năm 2022 để anh chị có thể tham gia ha và cách tham gia như thế này thì anh chị có thể là đọc qua ở đây đầu tiên là anh chị phải đăng ký và đương nhiên là anh chị phải KYC và khi mà anh chị đăng ký đầu tiên thì anh chị sẽ nhận được là 500 rabbit và nếu anh chị muốn đăng ký thì anh chị có thể ủng hộ team bằng cách là click vào cái dựng đăng ký em để dưới phần mô tả video này rồi cái thứ hai nữa là anh chị sẽ xác định danh tính đó KC cái, cái bước hồi nãy em nói là nhận được thêm là một ngàn rồi cái thứ ba nữa là từ ngày hai mươi tháng 11 một thì anh chị hãy gửi vào đây là một trăm USDT một 100 USD và anh chị sẽ nhận thêm được 500 Rabbit một ngày nữa nó rất là ngon luôn và sau đó là có thể là kiếm được là một 000 Rabbit khi mà anh chị dùng cái số tiền 100 USD này anh chị mua hơn 100 đô la tiền điện tử hay là anh chị mua Bitcoin cũng được anh chị mua ETH anh chị bán đi cũng được đó tùy anh chị ha nói chung là anh chị cứ mua bán được á là anh chị sẽ kiếm được 1.000 Rabbit nữa và giao dịch hơn 1.000 đô la một ngày thì anh chị sẽ nhận cao hơn có số này nữa là 1.000 Rabbit luôn nha anh chị nhé rất là nhiều cái phần Rabbit ở đây để anh chị có thể là dùng nó và tham gia vào cái việc là à, dự đoán kết quả và cái việc dự đoán kết quả này á, thì anh chị thấy được là chúng ta sẽ có ba cái option để chơi ví dụ như là thì về cái dự đoán kết quả thì anh chị thấy được là chúng ta sẽ có dự đoán về kết quả trận đấu này dự đoán về cái vấn đề liên quan đến tài xỉu này và cũng như là những cái điểm chấp này thì nói chung á, là những cái này nó cũng khá là bình thường rồi thì ví dụ như ở đây anh chị bắt phép thắng thì khi mà phép thắng thì anh chị sẽ nhận được thưởng ha rồi về tài xỉu ví dụ như là anh chị uh, lấy cái tỷ số trận đấu thì anh chị chia ra ví dụ như là 32 thì chia ra là 1.5 thì bé anh hai nếu anh chị chọn xỉu thì anh chị sẽ thắng là under 2.3 thì anh chị sẽ thắng ngược còn ngược lại là cao hơn 3.2 thì anh chị sẽ thua anh chị ha. Về một cái nữa là điểm chấp thì khi nào mà ví dụ như là đội A chấp đội B đi chẳng hạn. Ví dụ như là đội A chấp một điểm mà mất một điểm rồi thì anh chị sẽ bắt đầu lượt tính từ đó ha. Đó nói chung là về cái dự đoán kết quả này chính là vào cái đường dẫn em để ở dưới phần mô tả này đọc chi tiết hơn và nghiên cứu thử là nó có hấp dẫn hay không nhưng mà đối với em khi mà chúng ta không mất cái gì nhiều cả chúng ta việc trading rồi chúng ta mua spot và chúng ta nhận được những cái phần rapid này để tham gia vào trực tiếp cái chương trình này và nhận được nhiều rapid hơn và từ đó chỉ có thể là đổ ra những cái phần mã thông báo hay là những cái giải thưởng ở sau này khi mà trận đấu này kết thúc anh chị ha và giải thưởng này lên đến là một triệu đô la anh chị lưu ý một triệu đô la thì anh chị chỉ được tham gia sự kiện này ở trên cái ứng dụng Bit thôi có nghĩa là hồi nãy em hướng dẫn anh chị đeo rồi chị đăng ký rồi đúng không ạ anh chị có rồi thì anh chị vào đây tham gia vào cái sự kiện này ha rất là ngon luôn và một sự kiện này thôi thì thật sự là nó chưa đủ anh chị anh chị có thể là tham gia vào sự kiện nữa là khi mà anh chị dự đoán kết quả trận đấu này xong anh chị chụp cái màn hình lại và anh chị qua bên twitter này nè anh chị nè retweet lại comment lại vào cái bài viết này và kêu bạn bè like cái comment của chúng ta á thì khi mà anh chị dự đoán đúng và cũng như là có cái lượng like nhiều nhất thì anh chị sẽ nhận được thêm mỗi người là 20 RedBit và sau này anh chị có thể là đổ thưởng rồi nha anh chị nha thì về cái sự kiện world cup là như vậy thì anh chị có thể là nhí qua một tí về cái sự kiện là giao dịch sport thì đây là một cái bài viết họ viết khá là chi tiết luôn em cũng sẽ để ở dưới cái phần mô tả nha đây là trang web của the blog một một đó thì anh chị vào đây anh chị đọc có những bài báo và những cái nghiên cứu sự kiện rất là hay luôn đó thì anh chị thấy được là anh chị có thể là đăng ký bằng cái tài khoản này và sau đó bước hai là anh chị giao dịch rồi anh chị giao dịch sport ở trên bit com này thì khối lượng giao dịch của anh chị càng nhiều thì anh chị sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn và Bước 3 là anh chị phải giao dịch những cái uh, cặp token, Fan Token, nha, những cái độ bóng á, để anh chị vào đó anh chị uh, uh, có thể là mua những cái spot đó, mua đi bán lại, mua đi bán lại cũng được, đó thì là, là bước 3 Và bước 4 là anh chị vào cái form, cái đường dẫn này để anh chị uh, đăng ký tham gia nha anh chị nha, cái này là rất là quan trọng, nếu không đăng ký là anh chị sẽ không nhận được quà đâu Và đây là những cái đồng uh, Fan Token để anh chị có thể là xem qua và mua những cái uh, đồ bóng này nha đó thì về cái cơ chế phần thưởng này anh chị thấy như sau Tối thiểu 5 ngày giao dịch nè là lớn hơn bằng 200 đô Nghĩa là tổng lại trong 5 ngày giao dịch đó Tối thiểu là 5 ngày giao dịch đó Anh chị phải có volume giao dịch lớn hơn 200 đô Số dư trong tài khoản của anh chị ở trong cái chiến dịch này Trong vòng tối thiểu là 5 ngày thì ít nhất là anh chị cũng phải giữ được ở trong tài khoản mình là 100 đô Đừng có rút vội nha anh chị nha Và phần thưởng là 5 đến 10 đô la Rồi uh, càng cao hơn thì càng có những cái phần thưởng cao hơn nữa Ví dụ là 11 đến 50 đô la nè 51 đến 3.000 đô la Rất hấp dẫn để anh chị có thể tham gia vào sự này và kiếm được những phần thưởng đến từ sàn giao dịch bit.com nha anh chị nha. Đây là một cái sàn giao dịch mà có những cái sự kiện có những cái chương trình những cái sản phẩm rất là uh, gọi như là tập trung vào cái thị hiếu của khách hàng cho nên là anh chị cũng có thể là xem qua và có độ uy tín của nó khi được uh, Magic Box uh, họ backer thì nó cũng rất là tốt luôn anh chị ạ. À. Rồi thì nếu như anh chị muốn tham gia vào những sự kiện này muốn tìm hiểu thêm về bit.com thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để ở dưới phần mô tả video này nha anh chị nhá. Và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này và nếu như video này mang lại những cái giá trị về những cái thông tin về những cái sàn giao dịch cũng như là những cái sự kiện hấp dẫn để anh chị có thể là kiếm được tiền ở trong cái mùa đầu trên này, anh chị đừng quên để lại một nút like và nút subscribe ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhá. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.